ơi. Trời ơi. Dạ, gọi nhất này, nhất này. Hư đừng biết luôn, gọi xong rồi các bác ơi. Gọi luôn rồi, hư đừng biết luôn rồi, gọi luôn rồi. Gọi. Kìa, anh gọi tôi cái cánh cửa. Cánh cửa đó là hồi nãy là nó bị ấy đó. Bị gì? Đó. Kìa. Liên tục chỉ một cánh thôi. Chụp hình dưới đây nè, ngay tại thấy nghe ta nói đây cái căn biệt thự bỏ hoang mà đẹp á, dạ. Là vừa bước xuống cầu thang ở phía dưới á, nãy đi lên thấy cầu thang không? Dạ thấy. Đó đi lên là em thấy nguyên một cái cục đen bự vậy nè, là nó bay vô tấm tôn, là trong bụi lùm nó bay vô, nó bay dưới này trên, ý là nó bay ở dưới á, ở dưới nào đâu chỉ cái mái á, dưới này nè, đâu xuống chỉ đây, đi chỗ nào? Bự lắm hả? Bự lắm. Ghê không? Ghê. Giác đó khoảng mấy giờ anh? Hay là con dơi á ông hai? Sớm mà. Còn sớm hả? Mới có 5 giờ về luôn. 5 giờ 45 á. Thôi ơi, hôm nay mình đến đây muốn khám phá trải nghiệm mà nghe anh trai nói cái rợn ốc trong người. 5 giờ 45 mà thấy luôn hả? Ừ. Nguyên thấy nguyên cục đen luôn, em bỏ em chạy mà. Rồi tay. Gặp anh kia nói chuyện này nè. Đâu? Ôm dưới đây luôn hả? Tính bước xuống cầu thang này đặng chụp hình lên vậy nè. Ừ. Em bước xuống là nguyên cái cục đen này nè. Nguyên cái cục đen bự trong bụi lùm mà nó bay vô cái tấm toan lắm. Trời trời. Đó bay trọng á. Bay vô nó luôn. Bay vô tấm toan mà là nghe một cái đùng luôn nha. Trời ơi. Có nghĩa là bay vô là nghe một cái đùng luôn. Lớn không? Trời ơi. Nghe luôn mà, nghe em bỏ chạy luôn mà. Nhưng mà em có nhìn thấy cục đen không hay? Thấy luôn. Hay quá tính. Thấy cục đen luôn. Bự lắm hả? Nó bự hơn cái bàn tay mình xíu. Có thể nào là con dơi không? Không phải con dơi, như con dơi nó bay vô là trong đó là nó sẽ đậu trống đúng không? Dạ. Là con dơi nó quạt cánh anh sẽ nghe tiếng sẹt sẹt sẹt. À đúng. Còn rồi. Này là chỗ này là nó bay cái đùng vô trong cái tấm to luôn, là bay mất tiêu luôn. Cái đùng luôn hả? Ờ, sao em giật mình em chạy. Cái này nè, đây nè. Nó làm cái đùng chỗ nào đó. Ngay đây bay lên trên luôn. Vị trí em đúng rồi. Lần này nè nó bay vô đó đó. Thì mình em vừa xuống đây nè, cái mặt em còn quay em đây nè, em vừa đây là nhìn thấy nguyên cục bay gần trong đó luôn. Trời ơi. Không tin giờ em đi xuống cái bụi lùm cái chỗ nó bay nhắm điện dưới không? Ờ. Giờ dạ, đi về luôn á chứ. Bây giờ mình lên chợ đi. Anh đang đi về hay gì? Em đi về. Nãy đâu dám xuống đâu. Đụng chỗ nào đâu? Chỉ mình quay cái. Mình chỗ nào đó đó. Trong nhà nè, có ai dám vô không? Vô trong nhà đó. Đi, mình đi lên trải nghiệm coi. Chị vô trải nghiệm em về. Nãy em nãy giờ em đi với anh này em dạ. Về. Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Đã cho em biết những cái thông tin mà anh vừa mới phát hiện nè, để em vô trải nghiệm coi. Ôi ơi. Đẹp trời, đẹp bay lên đây luôn trời. Bay vô đây. Cái nhà là mà cái nhà là mình nghe đồn nhiều đó anh trai. Đúng rồi. Mà bữa nay là ngày đầu tiên người này gặp trời. Trên đó đó mấy ông ơi. Mấy ông gan dữ vậy? Hy vọng là em lên sẽ không gặp, nếu không gặp chắc em chạy luôn bỏ núi luôn á. Không đi luôn. Đó đó nó ngay trên đó đó. Ôi. Kìa gió lên này, kìa gió lên cây lung linh kìa. Kìa gió mạnh lên này, kìa, mình bước tới đây gió lên kìa. Kìa. Thấy không? Cái gốc là dính sát cái gốc ổng của ổng chạy lên đó. Ổng nói là nãy cô đen bay lên gốc đó gió mạnh kìa. Đó. Lung linh chạy luôn kìa, thấy không? Kìa. Kìa. Trời ơi, cây nó lung linh mạnh ghê luôn kìa. Trời. Trời ơi. Có gì á? Đột nhiên gió thổi ào ào lên, tự nhiên rồi bắt ngang có tiếng động trong cái máy ton luôn thưa cô bác. Trời ơi. Giờ này gió lên luôn nè, nổi gió quá mạnh rồi. Trời. Hồi kinh, trời ơi. Ê. Dạ. Tiếng kêu rõ ràng cái rồ. Có con gì bò không trời. Ôi. Cái nhà là mình nghe đồn nhiều rồi nghe cô bác, nhưng mà bữa nay là mình đi khám phá ban ngày rồi, bữa nay là ban đêm mình đi lên đây là nghe những cái gì đó nó ghê lắm trời. Đây nè, cái vị trí này nè,
cái vị trí này là có rất là nhiều người nói là ở trên cái chỗ vị trí này, trời, cái đèn mình pha lên không tới luôn rồi. Ở vị trí trên cái nóc nhà này có cái hình bóng của một cô gái là ngồi trên cái vị trí cái ghế cho hành lang thưa cô bác. Đâu đâu đâu, cái gì vậy vậy? Đâu? Phòng này mới chạy ra nè. Đó là vừa mới nói là nghe một cái rầm ở trong đó đó. Trời ơi. Cửa mở hả? Dạ. Đâu mình đi vô thử. Mới vô nè. Đi vô thử. Đi. Vô trở lại một lần nữa. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Chỗ này hả? Anh mới thấy chỗ này đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy mới nói ngay chân cái vị trí này nè, thì cái phía bên này nè, cái góc dạ, bên này. Nghe một cái đầm. Nhưng mà nãy giờ là cái hiện tượng là giống như anh canh trai nãy nói đó nghe, mình đứng đây là đi ra luôn đó. Trời ơi, đây cái cảm giác là thật nè. Sao mà mình đứng đây thì mình lại hồi hộp cái vị trí này hoài luôn đó ta? Anh có không? Trời ơi. Gọi nhất nè, hư tiền biết luôn, gọi xong rồi có bắt rồi. Rồi luôn rồi, hư đừng biết luôn rồi, rồi luôn rồi, rồi xong luôn rồi, rồi máy xong luôn rồi. Ô tạm ngưng máy, các bà con ơi, hư máy luôn rồi. Trời ơi, sợ quá hay sao á. Trời trời, giờ này mà mình đang còn thở luôn cô bác ơi, không biết như thế nào luôn á, thở mệt lắm luôn á. Hy vọng là tội có cái con gì. Ô con gì con gì bái kìa. Bữa nay mình đi là mấy anh em đi là tới 3-4 người đi luôn nha, nhưng mà lại có hiện tượng kỳ lạ lắm. Cái vị trí này nè cô bác, cái vị trí trên này là nó hơi nguy hiểm nè. Tổng bên nãy giờ mình bị mấy lần luôn, anh trai kia gặp rồi bắt đầu mình bị luôn mấy lần rồi đó. Cái vị trí chỗ cái ghế này cô bác là cái vị trí mà rất là nhiều người dân mình gặp cái cô gái mà đang ngồi khóc trên chỗ cái ghế này. Chỗ này là cái hành lang mà để ngồi hóng mát trên này nè. Nhưng mà mình chắc có lẽ mình sẽ đi lên trên thôi. Ui dạ. Sẽ cố gắng mình đi lên trên thôi. Đây là cái vị trí này. Này thật sự là nó rất là ghê nè. Bây giờ thì mình sẽ lên bên trên vị trí của cái căn nhà. Có cái này, chỗ này hợp lắm. Mô thật. Quá. Chạy lên luôn. Cái gì vậy? Cái giờ nào đông người là ở đó hả? Mấy anh em nói chung ra đến đây để khám phá thôi nha mọi người, chứ mình không có đóng diện gì tất cả, nhưng mà mình không biết là phía đằng đó là có người hay là không nè. Thấy luôn mấy anh ơi, mấy anh ơi, em xuống núi đi mấy anh ơi, em hết đi hết nổi rồi. Cái mà em sợ nhất là nhiều khi mình lên đây mình quay rồi có ai đó đã chơi anh em mình không chừng. Cái điều đó nó mới quan trọng. Cái góc này, nhưng mà thật sự ra thì tại sao mà tôn không có mà tại sao nó kêu ta? Điều luôn cũng hơi kỳ lạ nữa. Kìa, anh dội tôi cái cửa đó. Cánh cửa. Cánh cửa đó là hồi nãy là nó bị ấy đó. Bị gì? Đó. Kìa. Liên tục chỉ một cánh thôi. Chỉ có một cánh đó, nhìn vô nhìn vô. Đồng thời là bốn cánh, nhưng chỉ một cánh một người di chuyển thôi. Thấy không?
cũng là cái căn nhà phát ra tiếng động. Bây giờ mấy anh em cố gắng đi lên bên trên đi. Thôi mình đi lên trên thôi. Bữa nay mình gió nhiều quá ta. Dạ con bác ơi, thì mấy anh em cũng đi đến cái vị trí trên này rồi. Em thấy sao rồi? Ê, mô Phật. Cái nhà này đêm nay kỳ lắm nha. Bữa nay kỳ lắm rồi đó. Có ai chơi mình không trời? Hy vọng là đừng ai chơi mình nha. Mình chỉ khám phá thôi. Trời ơi. Thì... Ôi. Anh ơi. Hương này mới lắm luôn nè anh. Bữa đó mình đi ban ngày đâu có hương này nhiều đâu ha. Mới to luôn. Mới nè. Một bậc kìa. Mình đạp lên cái miếng nhiên cái miếng giải hết hồn của bác ơi. Có tiếng. Có một cái tiếng gì đó lạ lắm nha. Có cái tiếng đi trên sàn. Đi trên sàn. Tiếng đi bước chân nữa. Bây giờ anh em mình sẽ chạy lên. Đó. Chạy lên đó. Lên. Đó. Mấy anh em vừa nghe tiếng. Tiếng đâu? Tiếng rõ ràng. Tiếng. Đây. Tập phòng. Cái gì? Đây. Đâu rồi, cái tiếng đâu rồi? Ê, trời ơi. Kìa. Giờ này thì nhìn kỹ lên trên kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Nghe kỹ chưa? Anh nhìn cái phách thiết này nè. Ừ. Hai trong cái kỳ đã nhúng nhích luôn kìa. Trời ơi. Giờ này, còn hai mình nữa. Cái gì vậy? Mới chuẩn bị đi lại cái cánh cửa nhúng nhích. Gì? Cái cửa này nó nhúc nhích. Đúng chưa? Cũng như nó có người vậy đó. Ừ. Đêm nay nhờ đi đông cái đi mình em là thua đó. Đâu. Cái gì? Đi, mấy anh em mình xuống đây nè. Ôi cái tiếng này, cái tiếng to trong ơi. To nãy giờ. Nhưng mà con cái á, cái gì đặc biệt á. Trên này là trên sàn à. Có tiếng đi sàn đúng không? Cái tiếng đi sàn giá và anh em mới chạy lên đây. Đó, tiếng đi sàn nó vậy đó. Tiếng sàn. Ừ. Đi trên cái sàn này nè. Đúng rồi. Nhưng mà đây là vị trí cúng đó nè. Vị trí cúng này nè. Anh có nghi vấn gì tới cái gối không? Ừ. Có con trai luôn kìa. Cái vị trí này trước giờ mình nghi vấn nhiều lắm nè cô bác. Tại sao mà trong một cái căn nhà này chỉ có vị trí này là cúng đồ, với là ở cái cửa đi vào là cúng thôi, còn những nơi khác là không có cúng. Mà hôm nay lại có cái dấu bánh mới nữa nè. Cái này người ta đến cúng có lẽ là cầu cơ trên số ở nơi này. Cái váy của phụ nữ. Cái máy đang bắt tín hiệu rồi. Cái máy đâu? Gì? Ôi. Mới nói về chỗ cái váy này. Máy qua đi trước thì nó bắt tín hiệu á. Vậy? Cái gì? Ô mô Phật miếng kiến giỏi. Cái gì? Đây hả? Gì trời? Cái dấu.
Có người đi hả? Ừ. Ôi. Là như có cái tướng nào lâm khơn ngoài đây nữa nè. Trời ghê trời. Ghê á. Rồi không dám đứng nữa đâu, đứng nó nguy hiểm quá. Ôi trời ơi, cái máy mình có ai quơ qua nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá những cái nơi tiếp tục nha. Vì căn nhà này của mình nó rất là lớn thưa bác. Rồi, cái vị trí này hồi nãy có tôn kêu nè, hôm trước mình quay ban ngày cũng có nè. Cô bác mình đã thấy những cái cô gái đang ngồi khóc trên cái vị trí chỗ cái ghế này nha. Đây là cái vị trí này. Cái vị trí này là rất là đặc biệt nè. Nhưng mà cô bác mình cũng thấy cái ghế thì nó ngồi đã quay mặt trong như quá. Thì mình thấy là nó hơi bị rụng rợn tí xíu. Còn ở bên dưới này thì là cái chu vi của phòng của sân của mình. Nhưng mà ở đây là một cái hành lang nó rất là... Ở bên đây này cô bác mình thấy đó là những cái hố sâu nha. Cho nên mình không có dám bước ra ngoài. Rất là nguy hiểm, mình sẽ chỉ dám đứng ở trong này thôi, đứng ở trong này để quay ra như vậy cho cô bác mình xem thôi chứ không dám bước ra ngoài. Chắc qua đó một lát nữa mình sẽ cố gắng mình nán lại nơi này để mình tìm hiểu một cái gì đó trên này. Chắc qua lát mình đi, mình phải đi xuống anh này, đi xuống nè. Đứng đây hoài nó không có hay đâu. Mình chỉ khám phá trong một cái khoảng thời gian nhất định nào thôi chứ mình không mong nơi đây cái gì cũng là thật là ghê đẹp. Chai nước vẫn là cái quầy hả? Cái quầy nè. À đúng rồi. Chai này còn nguyên luôn ha. Chưa khui hay gì đó. Chưa khui à? Ngủ vậy. Hôm trước mình đi đâu có phải không anh? Ừ. Ở đây có cái phòng nữa gì nè. Cái phòng này không có vô không ta? Mình không còn nhớ luôn. Tại vì cái căn này nó rất là nhiều cái phòng. Ui, những cái bóng đèn hay gì đó, đi kéo nghe. Bốn đàn bảy, rồi đúng rồi, bốn đàn bảy. Giờ này họ không nghe nha, nhưng mà sớm đó, lúc mà anh kêu á, anh kêu mày im á, là nghe cái tiếng đi rầm rầm ở trên sàn, cái tiếng đi. Có chứ, có em nghe rõ ràng, em nghe rồi em im, chứ không nghe thì em không im đâu. Nhưng mà không biết cái máy mình thu được cái tiếng là không. Hy vọng nó sẽ thu lại được. Và cái vị trí này nè mọi người. Ê, cái cửa chút nhất nha, nãy né rồi chuyện đi rớt nha. Không biết giấc lúc nào luôn đó. Cái vị trí này nè, hồi sớm mấy anh em mình có ai đứng chơi mình không luôn. Xuống tầng dưới này không em? Đi thử anh, đi xuống thử. Sao có mùi hôi dữ ta?
đúng không? Thì cái hình giả như cái con mắt gì nha. Ừ. Chấm con mắt. Thật sự ra đêm nay mà đi nhà đi trong anh em chứ đi một mình hoặc hai anh em mình chắc không dám đi đâu. Tại vì cái nơi này nó nguy hiểm quá. Bên ngoài mình nghe có cái tiếng kẹo kẹt nè. Nơi cái vị trí của cái cây me nè, em có nghe không? Cái tiếng kẹo kẹt. Có không? Đây đây, đây. Anh nhìn cây me đây. Cây me nó đang rung rinh lá nè. Mình chắc có nghe, em nghĩ là giữa hai cái thân cây me nó kêu. Nó cọ vào nhau nó sẽ phát ra tiếng kêu. Đó. Có tiếng gì á? Ừ. Đi đi, mình ra vị trí của cái giếng kìa. Nhưng ôi, bước ra ngoài sao cây me dung dinh nhiều dữ ta. Dung dinh toàn cây luôn nè. Nè. Lúc đó cả cây me luôn kìa. Cây me vậy thì chứ. Giỏi để quan sát đi, có cái bóng nào mà đứng một cái chạy nữa chứ. Có cái bóng nào mà đứng ngay đây một cái. Đứng một cái này chắc cô xỉu tại chỗ hả? Nhớ đây cũng có một cái đường đi lên cái gì nữa nè. Có cái đường đi lên trên cái giếng, trên này có cái giếng. Có một cái giếng lớn không? Em hôm bữa em có nghi vấn chung với cái chỗ này nè. Cái giếng này đây. Tại sao chỗ cái đúng là cái biếng này là tại sao lại có một cái niệm nó lại nằm cái ở trong cái giếng này nó đúng là nó trên đây nó đổ qua. Ê, mô thật. Cứu con. Ôi cái trái gì rụng ơi. Trái gì rụng lăn. Xung quanh đây có nhiều cây, cái cây ấy nè, cái cây. Cái này là do sự phát tán đó nha, đừng nên chạy nha. Cái này. Phải không? Đúng rồi. Do cái sự phát tán, đừng nên chạy. Thôi chắc mình sẽ đi vô bên đây quá. Anh em mình đoàn kết nha, đi chung nha. Phía trước có thờ, ngôi thờ của mẹ Quan Âm nè. Cái nước mèo Quan Âm. Thôi đi giờ này cũng thôi phiêu quá rồi. Ê, bố Phật chắc mình ngưng quá. Rồi cái này không được người ta ngàn tao muốn kia. Muốn anh em mình đi dời về chị đi. Dời ra đó. Không được đâu. Thôi mình tăng kết thúc video luôn cô bác ơi. Giờ này chắc không ở được rồi. Giờ này có ai đó đã kêu là chọi đá làm này kia cái nọ tùm lum hết trơn để anh em mình đi dời ra đó. Nguy hiểm lắm rồi đó.